Hạ viện Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận tài chính tên từ Hoa Thịnh Đốn. Sau Thượng viện, trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, Hạ viện Hoa Kỳ cũng đã thông qua thỏa thuận giúp tránh tăng thuế và cắt giảm chi tiêu. Thỏa thuận được thông qua vào đêm hôm qua với 257 phiếu thuận, 167 phiếu chống. Thỏa thuận này sẽ được Tổng thống Obama ký thành luật. Thỏa thuận này kéo dài thời gian giảm thuế cho những người có thu nhập dưới 400.000 Mỹ Kim một năm và 450.000 cho mỗi gia đình. Cũng theo thỏa thuận này, chương trình cắt giảm chi tiêu khổng lồ lên đến 1.200 tỷ Mỹ Kim đối với ngân sách liên bang trong giai đoạn 10 năm sẽ được hoãn thêm 2 tháng. Khoảng thời gian này cho phép Tòa Bạch Ốc và Quốc hội tái khởi động các cuộc đàm phán cho một thỏa thuận rộng lớn hơn. Bên cạnh đó, thỏa thuận này cũng tăng thuế thừa kế từ 35% lên đến 40% đối với những khoản thừa kế từ 5 triệu Mỹ Kim trở lên. Thuế thu nhập đầu tư tài chính cũng sẽ tăng từ 15% lên 20%. Ngoài ra, trợ cấp thất nghiệp sẽ được kéo dài thêm một năm. Phát biểu ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, Tổng thống Obama mô tả thỏa thuận này chỉ là một bước đi trong nỗ lực rộng lớn hơn để gia tăng sức mạnh cho nền kinh tế.